Yeah. Oh. Ah. Why did this? Eat it. Đó này nó nóng quá nhá. Ok bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn chợ hải sản, đi lựa đồ hải sản ở tại biển địa Trung Hải Alexandra đó bạn. Ở cái gì hải sản ngon hấp dẫn không, đi lựa sống luôn các bạn. Ở cái hải quyền hiện tại bạn biết đó, là nó rất là lạnh, nó phải tầm 15-16 độ. Thank you. Yeah. Why is those garlic? Why? Why is okay?
Excuse me, one minute was repeat all the repeat all the thing. Repeat all the repeat all the squid. One squid dinner and half kilo clams fried, so fully boiled. And one green grill and two crab boil. Yeah. Would you like rice? Would you like soup? French fries? Supu soup? No. Rice? Brown rice? Would you like rice? Yeah. Oh. What is this? Eel. Còn nói là gì ta? Ok các bạn. Tại mình đã kêu lên mấy món. Đó, mực làm rất là ngon các bạn. Đây là mực nướng gì? Đồ nó ngon. Thấy không ạ? Đây là món gì đó, hàu mẹm gì nè. Con cá này nướng đúng ngon nè, mình nhìn là bữa ăn nhà hàng Hút Hana nướng khô ướt mềm này nướng khô ngon nè. Đây là hai con ghẹ, thiêu đúng hai con luôn đó. Không còn một con, còn thấy mẹ nữa. Đây là ớt nè. Đây là mình xin ớt của Việt Nam không có đâu, cho ớt bụi. Đây là ớt Hy Lạp nha. Đây, chúng ta sẽ làm muối tiêu chanh. Lại tiếp tục làm muối tiêu chanh. Đó. Ok. Để chúng ta ăn thử cái này đi. Trong nhà hàng này bên này có vẻ chế biến ngon nè bạn. Chế biến ngon. Ngọt. Cái này con gì cái ta ngọt sọc đó. Ngọt. Giờ mình ăn thử con to mày ăn cái con mực nè. Kêu nguyên con mực bự luôn mà. Trời ơi. Đây nhảy luôn. Nó nóng rồi nhớ. Nhắm miếng rồi. Tôi đói rồi dòng người. Trời ơi, nó nóng rồi nhớ. Trời, nó nóng là muốn cháy mấy mực luôn rồi. Đây bạn, nhớt mực này bớt lại trên này nó cháy. Trời ơi, nó cháy. Đó, đây. Salad? 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 Sugar? Không, sugar. Em cao đường mà. Ok. Làm thử miếng này đi. Có vẻ ngon à. Có hẹn quá cây. Bọn. Chua. Ôi, lóc hoài hả? Mày cháy hết mấy mực hả? Lóc hoài luôn á. Kỹ ra. Này, giống hết trong đây bạn, trời nó nóng mà cháy hết mực luôn rồi nè. Cháy đen thui vô lùi luôn. Ôi ồn, bạn thấy không gian quang nồng không các bạn? Giờ mình đang nướng cá này nè. Cá này nướng là khác như cá Hút Hana đó bạn. Đó, bạn thấy cá nướng chưa? Mm-hmm.
nướng này mọi người không cháy vàng vừa đều, ở trong thịt đó hả là khô, không khô rơm mà cũng không có bị ướt như bên kia mà chung là ngon á. Có quán hàng này chế biến ngon ở tại ngã Alexandra bạn. Cái này không cho một chiếc cơm này tính tiền các bạn không, cái này không có gì cho nha các bạn. Tao thử kẹ coi thử tươi không à. Kẹ thử tươi các bạn. Ôi ôi trứng kẹ này có trứng là kẹ cái. Để coi thử kẹ này thử đi làm thay kẹ cái để cho Ganymede ăn các bạn. À nè, cái này cái đục, cái này cái cái cho caramel mà caramel là cái cái. Mình sợ nghĩ không tươi lắm bạn, tại vì ở đây là biển địa Trung Hải mà bạn thấy không có con nào bơi á, con nào cũng nằm chết hết á. Bữa biển đỏ là thấy một lần rồi. Trời, thịt nó còn mỡ hơn là thịt bên biển đỏ các bạn, thịt địa Trung Hải nè. Thật sự là hải sản ở bên này không có tươi các bạn. Nó lắp xanh ra nè. Nghĩa này thịt mà mèo à, nó mỡ ra như bột vậy á. Cho nghĩa nó nhỏ. Ôn lại được con mực chế biến ngon. Mực này chế biến ngon hơn. Mình đi review mình ráng kiếm cho bạn cái quán nào ngon ngon để mình coi thử là tùy theo quán ngon quán dở hay là do tùy địa điểm. Ai gồm đi từ Bắc đến Nam ở tại Ai Cập luôn, quán này cũng hải sản cũng có tươi. Còn hàng đông lạnh đúng không? Người hàng này bự không bạn? Bạn muốn ăn thì mình phải đặt, chỗ đặt chỗ mới ăn được. Mấy cái hàng chờ trong khi hải sản với mấy con tôm lạnh kiều nàng có thấy không, kinh nghiệm á bạn, chỉ nên ăn cá thôi. Biển đỏ biển Trung Hải nổi tiếng về cá thôi bạn. Bạn thấy lượng khách đông không? Vô tới tắm tính là cái nguồn ẩm thực của người Ai Cập hay người phương Tây á, đúng là khá là dễ dãi. Nói chung là họ lập ra mấy xe Michelin này nọ rồi họ lập ra này nọ, nhưng mà thiệt ra họ nấu ăn dở mà phải học hỏi người Việt, người Trung Quốc rồi này nọ, người Thái Lan nhiều các bạn. Tới cái món mà sushi như bên của thằng Nhật mà cũng được xe Michelin luôn là bạn hiểu rồi á, ăn sống cũng được Michelin luôn mà có chế biến gì đâu bạn. Mà thấy ghẹ không? Ghẹ mình cũng có một càng à, bạn càng nhỏ xíu. Đây, càng đó bạn, khá là nhỏ. Mình đi ăn ba quán luôn là kêu ghẹ luôn bạn, tại mình thích ăn ghẹ lắm. Mà đây cái con ghẹ mà mình dở nhất mình từng ăn luôn á, nó như bột, mình đang ngay bột các bạn, không ăn được luôn á. Đi ăn đi chơi nhiều, có gắng review cho bạn coi đồ ăn đồ uống để coi mấy chỗ kia nó đỡ chán các bạn. Tại vì mình đi du lịch á, mình thích ăn uống lắm, bạn uống dở là chán. Đây, người ta thích ăn đầu cá các bạn. Ông đầu cá bên này ngon. Thích ngọt lắm bạn. Biển đỏ biển Trung Hải nổi tiếng về cá. Bạn qua đây bạn nên ăn cá.
kêu cá lên nướng hoặc là nấu lẩu còn ngon lắm. Bạn nó biết nấu lẩu. Ngon nhá. Không nhận cá không hiểu. Đây là món mới bạn, đây là món à, món cá này giống như cá nướng chui ở bên Việt Nam mình đó bạn. Mình nói kêu bốn con này là giống như là dạng cái chích á. Dầu rụng luôn bạn, mình thích nướng khô lắm, tại mình thấy nướng khô ngon quá nên giờ mình kêu thêm. Bạn biết cái gì vậy nha em? Bạn thấy giống con cá gì ở Việt Nam mình không bạn? Nướng rất là ngon. Ngon hả? Qua đây là gian cá thôi, đừng ăn gì đó. Đừng vậy mình bỏ luôn rồi đó. Bà mẹ vậy bữa giờ Việt Nam ăn bù. Ngon quá. Đấy là quen quá. Đúng con cá gì á, cá bóng. Đúng con cá bóng ở Việt Nam á. Ngon quá. Có này á, mình nhậm nó mới trắng gì luôn, nó mới cay mẹ gì á. Ngồi làm muối này bệnh luôn á. Thôi, bây giờ mình cảm ơn các bạn xem video giờ phút này nha. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ, chỉ điều tiết được hay ho hấp dẫn hơn. Đây rồi coi cái bụng cá nè. Đó. Ruột luôn, không biết con này ăn được bụng không ta, nhìn ngon cái ta. Mình thích ăn bụng cá, ruột cá lắm. Nè. Không biết bụng cá nó ăn được không. Đó. Sợ ăn ngộ độc lắm, bạn đi ở bên nước ngoài mà ăn ngộ độc mình thấy bà luôn, mình đi không có tiền vô bệnh viện đâu. Ok. Nhớ like video bạn. Đăng ký kênh, giờ mình tính tiền cho bạn coi nhiêu tiền. Thật sự là review cho bạn coi là hết sức rồi đó. Video hải sản này nọ đi nhiều tỉnh lắm rồi đó. Giờ bạn có thấy yêu quý Việt Nam mình chưa? Hải sản bao la. Tôm bùm, tôm đồ, con này cũng bơi á. Ở đây con này cũng nằm ngửa. Nằm ướp xác không à. Ở đây có truyền thống là ướp xác các bạn. Bên những con cá hay là con mực, con tôm gì đó không cho. Tính tiền là nhiều. Đây bạn, mình ăn hết 499 bao, 500 bao à. Ô rẻ các bạn, phải ăn đóng cái 500 bao à. Nói chung á, chỗ này ăn đông á, là cũng rẻ á. Đây là có gọi là có thuế, lại có 12% phí ở đây nọ luôn nha, bạn thấy không, có thuế phí là bạn thấy không. À, chứ mà hợp nhiêu tiền á. Là có 12% phí, sơ biệt luôn rồi. Đây bạn coi mình đổi một đống tiền Ai Cập luôn bạn thấy không? 200 400 to không tiền trăng thật sự. 150 500 này thì phải có phí rồi, có phí này rồi. Ôi 30 tệ các bạn đủ rồi á. Hôm nay trong này có phí phục vụ rồi. À, 50 này. Ok. Nói chung là ăn hết tầm 700 ngàn. Nói chung là bữa ăn này 700 ngàn á. Giờ ăn cái tôm hùm vô nó cứ mắc. Đếm lại đúng không? 400 500, 510. Ok. Và đi siêu mê. Thank you.
Tính cầm mấy ổ bánh mì về ổng ngọn kẹp mẹ đó. Đi về.